đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng mạnh. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài gấp mới và tăng thêm đạt gần 547 triệu USD, tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2020. Các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài ở 12 lĩnh vực, trong đó lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ dẫn đầu với 3 lần dự án điều chỉnh vốn. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 270,8 triệu USD, chiếm gần 50% tổng vốn đầu tư. Lĩnh vực bán buôn bán lẻ đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư là 148 triệu USD, chiếm 27%. Tiếp theo là các lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ. Hiện có 15 quốc gia vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Mỹ trở thành thị trường đầu tư lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam, đứng thứ hai là Campuchia, tiếp theo lần lượt là Canada, Pháp. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, lũy kế đến ngày 20 tháng 6 2021, Việt Nam có 1.420 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 21,8 tỷ USD.